Test cái máy in Canon 2009 cho anh trai nha. Đây nha, đây mở mực cho nha ha. Mở cái khay giấy ra, bỏ giấy rồi mình nha. Rồi, đây là hộp mực mới nha, hộp mực mới nha. Hộp mới bóc ra nha anh em. Nè. Hộp mực mới nè ha, hộp mới nè anh trai. Em test em test trước cho anh cái chứ không thì giao qua nhé, lỡ nó có lỗi gì mất công em đem về. Và mực này thì có thể tự bơm được nha, mở cái nút này ra để đổ mực thải ha, có thể bơm được, lấy hai cái màu đỏ đỏ, đỏ con cam này ra ha, đây ra kéo hết cái dây này ra ha, đó chỗ này là để bơm mực nha, khi nào hết thì mua về bơm. Rồi mở cái nắp ra ha, rồi bỏ vô ha, cầm cái chữ sao chiều đọc được này nhé. Hộp này là hộp 12A nha, có thể in được 1.000, khoảng cỡ 1.600 tờ đó, theo cái định lượng của nhà sản xuất nha, là in 5% độ phủ nha. Rồi giờ em in test thử chục tờ coi sao ha. Rồi máy thì đã cài sẵn rồi, driver rồi cắm vô để nhận thôi. Còn mấy con này nếu mà anh em mua về không biết cài thì cứ alo mình, mình cài online cho, có Ultra View mình cài cái một rồi. Giờ in test thử chục tờ coi sao nha. Xong với dao anh trai liền ha. Máy là đẹp nha, máy là máy nguyên zin nên nó hơi chầy chút ha. Mình lau lại cho anh trai cho nó đẹp đi ha. Con này in tốc độ là khoảng cỡ 15 tới 16 tờ trên phút nha. Cơ được cực êm ha. Máy in thì bao chuẩn bao đẹp luôn ha. Này. Siêu đậm nét luôn ha. Hộp mực mới mà, hộp mực mới thì siêu chuẩn rồi ha. Anh em nào cần máy in thì cứ gọi mình nha. Đây, ok chưa? In chuẩn ha. Kéo rất êm, kéo giấy rất êm nha. Rồi mình có bảo hành cho anh em nha. 6 nè, 6 7 tờ này, ha. Đây ha, Canon 9 nha. Bao đẹp luôn, in là siêu đậm nét luôn nha. Con này về in văn bản rồi là ok nha. Rồi như vậy là xong nha. À, mình gắn sẵn mực đây cho anh trai rồi. Cái này chỉ cần về cắm là dùng thôi. Đó, bây giờ thì đóng gói là in giao cho anh trai nè. Cáp nguồn đầy đủ nha. Đây là dây nguồn nha. Đây là dây cáp tín hiệu ha. Đầy đủ bộ luôn, chỉ về cắm vô thôi. Rồi, bỏ vô đây, quấn băng keo lại rồi giao cho anh nha. Này thì đặt shipper cho nó nhanh ha. Shipper này nhanh chuẩn thôi ha. Rồi giờ quấn băng keo lại ha, keo lại cho nó đẹp. Giao một cái cho đỡ trời mưa shipper rồi cho nó đi cho nó ok ha. Rồi, quấn băng keo lại cho anh em ha. Shipper cũng an toàn, mình cũng an toàn luôn. Máy móc mà đi biết đâu trời mưa rồi hay là dính nước thì mất công ha. Quấn lại cho nó chắc. Sợi cáp lên nữa, cuốn vô dặn anh shipper là khéo nó rớt mất đồ cái này thôi ha, để đằng trước là được. Giờ đem ra shipper nó xong thôi ha, ngành 4.0 mà đi cái một mà ha. Rồi đây này nó đi ra anh khách rồi nha. Ok rồi, cảm ơn anh em nha. Mua máy thì cứ gọi mình, bao đẹp ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Túi của bạn ấy có tiền đấy, có nhiều tiền đấy, thì anh em nó cũng yêu nhau hơn. Chính xác. Bạn bè nó cũng yêu nhau hơn. Chính xác ạ. Gia đình nó cũng đoàn kết hơn. Vâng. Và mọi cái rắc rối ở trong gia đình ấy, xét cho cùng từ xưa đến nay anh em kèn cựa lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau chỉ vì tiền. Dạ, thấy hai đứa nó cãi nhau vì tiền đúng không? Vì hai cô với chú